Ok. Hello. Hello. I'm sorry. Bởi vì là hôm nay cô vừa mới thay đổi lịch, cho nên là cô nhớ là ca năm rưỡi cô có một bạn nữa. Thì bạn ấy hôm nay bạn ấy có việc, bạn ấy ở trường học. Thế xong cô mình bây giờ cô lúc gần 6 giờ cô mới nhớ ra là cô thay đổi lịch ở của chỗ Phương rồi. Cô xin lỗi. Ok. Hôm nay là nhưng mà giờ này là Phương học được đúng không? Ok. Rồi thì chúng ta vào luôn nhá. Tuần sau thì cô nghĩ là chúng ta sẽ cố định một cái lịch để chúng ta đỡ quên thôi. Rồi cô sẽ bố trí lịch. Và nếu như mà Phương học được giờ 5 rưỡi vẫn giờ thứ bảy này thì cô sẽ giữ giờ này nhá. Em có học được giờ này không? Giờ 5 rưỡi á. Có đúng không? Yes, ok. Rồi thì chúng ta học giờ 5 rưỡi thì học nghỉ sớm thì ăn cơm, nếu không hôm trước thì mọi người phải chờ một chút đúng không nào? À phải ăn vội một chút. Ok, thế mình quyết định là 5 rưỡi thứ bảy. Rồi. Ok. Now. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Good also. I'm fine, thank you, and you? Ok, giống cái phần mấy bạn nam, bạn Mai nói chuyện trong điện thoại đúng không? Nào, đã cái vẽ bức tranh của cô chưa? Rồi. Ok, rồi. Nào, giờ giúp cô đọc lại tất cả các loại bệnh có trên cơ thể, vấn đề nào, health problems. Now, how many Sunburn, spot, full burn, red, tell my problems? Stomachache. What else? That's all. Có tận 14 bệnh như vậy. có hơi bị nhiều. Nó hơi bị nhiều. Nào thì bây giờ mình phải phát âm chứ. Ngữ pháp của Phương cô thấy không có vấn đề lắm. Nhưng đọc thì cô thấy Phương đọc vẫn được, nhưng mà đọc chưa mạnh bằng một em lớp năm. Nếu lớp năm là đọc mạnh lắm. Hay là ra đói. Sao nhỉ? Thế nào nó mạnh? Thế nào là mạnh? Bạn ấy bật được âm rất rõ. Giọng của Phương thì là cái nền của Phương, là giọng của mình là mềm. Nhiều người sẽ có giọng rõ gió, và nhiều người sẽ có gọi là giọng gì nhỉ, ấm. Giờ giọng ấm và giọng sáng thì Phương nghiêng vào giọng ấm, còn bạn kia giọng sáng. Nhưng kiểu giọng bạn sáng là kiểu thường nghiêng về là hơi chua, không hiểu không? Đấy, còn những bạn giọng hơi ấm là giọng trầm, giọng ồm, giọng trầm, giọng ồm và giọng lặng. Ok, thế nên là sẽ khó bật hơi hơn, nó sẽ khó kiểu nó sẽ khó để mà nhấn âm rõ hơn so với các bạn kia. Nhưng mà mình có một ưu điểm là những bạn mà giọng trầm thì khi mà nói nhanh sẽ hay. Ok, và nó giống với accent của native hơn. Ok, accent của native thôi. Now. Ok, so now continue. Your now we have 14 problems. Ok, 14, right? We have 14. So you just told me one or two. Chúng ta còn những vấn đề nào khác nào? Nào, about Headache. headache. Ok. Yeah, today. Here today. Muscle. Muscle. So I. Muscle. Okay. Wait. Oh. Wait. Okay. Hôm trước có một cái bệnh nữa, ngứa mũi. Itchy. Right?
Nó cũng thường là về vấn đề về sức khỏe đúng không? Itchy. We can say runny nose, but we say itchy is better. Itchy. Rồi, ok. Hôm trước mình học xong bài này rồi đúng không? Rồi, cô bỏ bài mới luôn. In the last lesson, what did we learn about? We just start Unit 3 Community Service. Yes. Ở trong bài đấy có 9 từ mới. Bài community này đúng không? Nào chúng ta sẽ phát âm chung nhá. Okay, now I will pronounce all the words first, and after that I will call you to repeat after me. You get it? Do you understand? Yeah. Okay, now listen to me. Interview. Community. Okay. I will pronounce vocabulary first. Yeah. You will listen to me. And after that, you will pronounce them. Okay. Okay. Community. Service. Benefit. Volunteer. Non-profit, interview, community, service, benefit, volunteer, non-profit. Non-profit. Okay, do you hear all the words clearly? Clearly? Rõ chứ? Con nghe hết tất cả các từ đấy chứ? Rồi. Okay, now, so repeat after me. Interview. Interview. Community. 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 Service. 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 Benefit. Volunteer. Volunteer. Cô nghe thấy. Nào, Phương nói lại nào. Volunteer. Yeah. Non-profit. Non-profit. Okay, now. Hôm trước có cái thờ thằng Israel Tham, đúng không? Nhớ chứ? Yes. Hôm nay chúng ta có học phải the usual time không? Unusual time không? Hôm nay chúng ta phải chúng ta vào giờ unusual time không? Chắc là có. À có hả? Ừ đấy. Có. Ví dụ như chúng ta đã định hình là chúng ta vào giờ 5 rưỡi nhưng mà hôm nay tấm đắc là 6 giờ. À 6 giờ mới vào được đúng không? Thế nên là nó không diễn ra như mình mong muốn, mình thay đổi, ổi ôi, bất thường, đúng không? Không ổn định luôn. Thì đó là unusual time. Ok, đó, nhớ. Cái từ nào mình thích thì mình sẽ nhớ luôn. Rồi, đó, next. Ok, chúng ta sẽ check một chút memory nhá. Rồi, bây giờ Phương hãy cố gắng nào. Try to remember. Try to remember all the words. Okay. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Con răng tư à? Con răng tư trên màn hình ở Phương. Không. So what are you doing? Đặt cái đọc á? What? Okay. Vâng, em mới nhuộm màu ấy. Oh my god, hẳn là cô nhìn thấy tim tím à. Tim tím thì còn đen đen. Bôi bút xóa vào xong rồi tô mực vào. À ok. Đây này. Đấy, đây này. À, it's ok. Ngày xưa cô đánh dấu thế để đánh dấu bản quyền. Đứa nào lấy đúng không? Lấy trộm.
ngày xưa chứ nhưng mà cái này em chỉ là để nghịch thôi. Thế á? Cô tưởng là tác dụng của việc đánh dấu thế đấy là để không mất đồ. Ngày xưa nhá, cô có một cái bút xóa. Bút xóa thì nó cũng giống như marker này, giống như là cái bút này. Thế nhưng mà mình phải đánh dấu, không bọn nó hay sử dụng bút xóa. Đấy. Thế là à đấy, bút xóa của cô nhá, long hết được phần vỏ này. Được chưa? Và khắc chữ ở trên cái thân à? À cái gì à? Đấy. Khắc chữ bên gì à? Như thế thì nó sẽ đứa nào mà nó lấy của mình ấy, lấy của mình ấy, thì mình sẽ biết không bị mất. Đó, ok. Thì tương tự cái thứ cái gì, what is this? Chữ. Chữ, ôi ôi, cái to thế. Đánh dấu bản quyền hơi ghê gớm. Rồi, đây chúng ta có bút xóa là eraser. Yeah, eraser. Yes. Eraser. Thế cái thằng mà xóa, thằng xóa thì chúng ta sẽ nói là erase, là xóa. Thì khi mình thêm r thì nó sẽ thành bút xóa, eraser. Ok, I'll be right for you. Eraser. Yeah, eraser. Eraser. Cô cũng không sang nữa. Trời ơi. Yeah, eraser. Đấy. Yeah, eraser. Bút xóa. Thước kẻ luôn. Thước kẻ bình thường mình có từ rule là luật lệ đúng không? Luật đúng không? Trong lớp thì phải có quy tắc, có luật lệ. Trên suối phải trái đúng không nhỉ? Thì rule là luật. Thêm r vào thì nó thành cái gì? Ruler. Cân đo đong đếm. Thước. Ok, thước. Đấy. Ruler. À, ghi. À thế à? Nó ghi rồi. Ở đây okay. Ghi bút xóa nghĩa là correction pen. Correct gì? Đúng rồi. Correct. Ừ, đúng rồi. Rồi nhìn hơi bị ngược. Nhưng người ta không ghi là correction. Correction là sự chữa đúng. Nếu như mà correction là sự chữa đúng. Cái này là made in Việt Nam rồi. Ở made in China. Cái bút này này nó made in Việt Nam, made in China. Mà made in America là không có thế. Ok. Rồi correction của chúng ta là chữa. Nhưng mà người ta không bao giờ correction book à, correction band cả. Không bao giờ có correction band. Con có từng đội cái mũ mà người ta nói là thích thì chiều. Thích thì chiều á. Thích của chúng ta là like. Ừ thì chiều. Like gì? Thì chiều. Phương lại nói nào? Like gì? Thì chiều á. Like thì chiều á. Ừ. Like is afternoon. Trước cô đi, cô có một cái mũ như này. Cả lớp cười. Đó. Thích thì chiều. Nào, afternoon có phải buổi chiều không? Phải không? Có. Ừ, đấy. Đấy. Đây câu câu khẩu hiệu của idol giới trẻ. Like là thích đúng không? Chuẩn chưa? Is thì. Đúng không? Đấy. Like is afternoon. Thích thì chiều. Ok. Tương tự như thế là correction pen. Bút chữa đúng à? Bút xóa không nha? Eraser. Eraser. Được chưa? Hồi sau bảo chúng nó là không phải bút xóa là eraser pen nhá, mà là phải là eraser. Được chưa? Ok. Cả lớp correction pen nó sợ chứ lị. Ok. Đấy. Thì đấy là một vài cái phần hài hước về tiếng Anh thôi, nhưng không được sử dụng nha. Ok. Nào, giờ trở lại bài này. Ok, mình có tình nguyện. Tháng này thì có thể làm tình nguyện viên nữa. Ô, hôm trước viết từ mới chưa? Viết từ mới chưa nhỉ? Nè. Viết chưa? Chưa. Rồi, ô gửi ảnh về nhà. Và mình xem bài khác đã. Đọc rồi này. Chu phu, bỏ qua. Phần này rất là mất thời gian nên chúng ta đi vào cái chính thôi. Cái này làm chưa nhỉ? Chưa hả? Cái này. Làm chưa? Vâng. Chị đang nhắc. Yes? No. No? Ok, nào. Phương, read for me. Can you read the requirement for me? Look at the word in the box. In the box? In the box or in the box? Box là ông chủ. Box.
in the box. Can you bác xứng. Put them in the right group? À, right groups. Okay. Now. Now. It means now. Now. It means. Nó là gì nào? Nghĩa là gì nào? Danh từ. What about verbs? Verb. Đọc từ. Ừ. Objective. Tính từ. À, okay. So, can you do it right away? Now, look at this box and tell me, is there any new word? Any new word? Delayed. Chúng ta có các từ vựng về cái này chưa nhỉ? Delayed là gì nhỉ? Hiến. Cô vừa hiến này tặng hiến tặng ủng hộ. Ok, chính xác, donate là ủng hộ. Ngày nay các streamer ấy, người ta thường là donate money thì người ta sẽ nói chính là cái donate này đúng không? Do you know Phùng Thanh Độ? À, cái gì nữa? Con có biết một vài streamer không? Streamer? Yes. À, ok. Nào, thế ở trường các cô giáo có từng nói với mình là lớp mình hãy tổ chức một hoạt động đấy là quyên góp cho các bạn ở vùng sâu vùng xa không? Cái đấy là toàn thỉnh thoảng. À, thi thoảng, ok. Đó, mỗi năm một lần. Ừ, đúng rồi. Yes. Thế bây giờ nói là việc đấy là chính là việc donate đấy, chính là cái việc ủng hộ đấy. Đúng chưa nhỉ? Nghe. Rồi. Nào. Ok. Help. Ok, Phương ghi từ donate chưa? Donate chép nhá. Ok. Help. Benefit. Volunteer. Ok, nào. Benefit thì vừa lại chúng ta có cái từ đấy là lợi ích. Yeah. Benefit, lợi ích. Yeah. Volunteer chúng ta cũng có trong cái bảng từ vựng vừa nãy rồi. Tình nguyện viên. Yeah. Tình nguyện viên. Đúng rồi. Mình sẽ viết nhá. Benefit, lợi ích. Ok, lợi ích. Kia là tình nguyện hoặc tình nguyện viên. Các câu chỉ là tình nguyện hay tình nguyện viên cơ? Cả hai. Tình nguyện viên. Như vậy thì mình đã xác định được loại từ luôn rồi đúng không? Khi mình biết nghĩa thì mình xác định luôn được. Tình nguyện viên. Wow. Okay. Recycle. Plan. What else? Provide. Clean. Encourage. Encourage. Okay. Do you understand it? Encourage. It's mean. Yeah. Encourage. I encourage you to speak English as much as possible. Tôi khuyến khích bạn là nên nói tiếng Anh nhiều nhất có thể. Vậy thì yes, khuyến khích nha. Khuyến khích. Khuyến khích. Thỉnh thoảng chúng ta có thể dịch được động viên, khuyến khích, động viên ai đấy. Khuyến khích. Khuyến khích. Khuyến khích.
thêm từ cuối cùng luôn đi cô ơi. Ai xử với mình là nhanh nổi lại nha. Ok. À, cái này thì là thuộc về môi trường. Thuộc về môi trường. Thuộc về môi trường. Ok. Environment của chúng ta được biết là môi trường. Nhưng đây là tính từ. Ôi giời, cô lại sâu luôn cái loại từ rồi còn đâu nữa. Ok. Cô là hay kiểu bị show đáp án cho hỏi học sinh. Cô hay nhầm lắm. Các bạn hay kêu cô bảo cô tần số đáp án cho em nói thì sao cô lại bảo là ui trùng đáp án với cô. Đấy, các bạn toàn bảo thế đâu. Cô phải sửa ngay cái tính đấy đúng không? Tần số đáp án cho hỏi học sinh. Nào, tiếp này. Thế bây giờ mình có environmental. Environmental. Ok, now repeat after me. Environmental. Environmental. Okay. Now, so can you classify nouns, verbs, and adjectives? Nouns, what are nouns? Nouns, chúng ta nên điền cái gì đây? Bây giờ cô sẽ ghi đây là một nhá. Noun là. Vâng. Ừ, hai này, ba này. Okay. Ừ. Okay. Okay, nouns are, mình sẽ đọc nhá. Nouns are, do it. No. No. How? No. Benefit. Yeah. Oh, volunteer. Volunteer. Yeah. Ah, yes. Okay. Recycle. Recycle. No. No. Plant. No. Oh, okay. Provide. Nó có nghĩa là gì ấy nhỉ? Okay. It means cung cấp. Ừ, cung cấp. Thật ra khi chúng ta biết nghĩa hầu hết thì chúng ta cũng xác định loại từ rồi. Đó. Cung cấp. Ừ. Ok. Finished? Yeah. Yes. Clean. It belongs to a tree. Next. À, provide. Cột mấy nhỉ? Ừ, cột 3. À, cột 3 hả? Cung cấp 4 bà. Cung cấp 2. Ừ. Khuyến khích. Khuyến khích 2 luôn đi. Ừ, 2 luôn à? Ồ, chơi lớn nha. Ok. And the last one. Environmental. Ba. Ba. Okay, recycle vừa nãy là gì? Cô chưa ghi luôn á. Recycle. Hình như nó là một trong mấy cái kiểu như là tái chế hay tái sử dụng hoặc là cái gì đấy ấy. Chính xác, chính xác. Thế đấy là loại từ gì? Chính xác rồi đấy. Tái chế đấy. Cổ tại trẻ gì nè. Tại sao mình không nghĩ là nó ở hai cột nhỉ? Không nghĩ là có những cái nó ở hai cột luôn. Vâng. Ừ, ví dụ recycle có ở hai cột. Việc tái chế đi tái chế. Tại sao không nhỉ? Cổ ạ. Có chắc không? Đấy là cô nói thế. Cô không bảo là như thế. Ừ, nhưng mà em đang phân vân giữa noun và verb nên là thôi cứ cho cả hai luôn cho nó nhanh. À thế à? Cả noun và verb hả? Một, hai luôn. Rồi. Ừ. Đấy luôn một, hai. Tiếp nào. Cái này là sao? Dịch nào? Hai. Hai à? Hai. Ok, hai. Ủng hộ.
Kể đến là hai. Đâu? Từ. Sao cô? Thằng này là ở cột 1 hay cột 2? Rồi, nhìn lại xem có muốn thay đổi gì không? À, benefit thì sao? Benefit là F1. 1, ok, bây giờ nhìn lại xem muốn thay đổi gì không? Vâng. Không à? Ừ, là có sâu nha. Let's see. Nào, nào. Cô nói thôi, có những cái nó ở hai cột cơ mà. Có những cái nó ở hai cột. Now ở đây có thể là vừa danh từ vừa là động từ. Tôi giúp bạn, sự giúp đỡ của bạn rất là có ý nghĩa. Đúng không? Sự giúp đỡ của bạn thì đấy là danh từ. Bạn giúp tôi, đấy là động từ. Đó, đúng không? Vậy thì help có ở hai cột. Now and groups. Đúng không? Clean. Lớp học của bạn rất là sạch. Thì nó sẽ là tính từ. Tôi dọn dẹp lớp là động từ. Đúng chưa nhỉ? Right? Ừ. Tiếp này. Benefit. Ở đây là lợi ích. Lợi ích. Việc mà việc tái chế rác mang lại rất là nhiều lợi ích thì nó sẽ là danh từ hay động từ? Việc tái sử dụng mang lại rất nhiều lợi ích thì nó là danh từ hay động từ? Nghĩa là động từ. Mang lại rất nhiều lợi ích. Lợi ích mang lại rất nhiều lợi ích. Mang lại rất nhiều lợi ích. Mang lại lợi ích rất nhiều. Mang lại rất nhiều lợi ích. Nào thì cô hỏi cô khác. Về động từ chúng ta sẽ có một ví dụ như là chúng tôi việc trồng cây ok, việc trồng cây mang lại lợi ích cho chính phủ. Thực ra cô sẽ ok, vậy cô sẽ lấy một ví dụ. Việc trồng cây mang lại lợi ích cho cộng đồng thì đúng hơn. Planting trees. Planting trees. Now, maybe a benefit. Mang lại lợi ích for the environment. Hoặc là cho xã hội. Society. Cộng đồng cũng được. Mà môi trường cũng ok. Environment. Cô giờ cô chưa nghĩ ra nào. Ok. Rồi, thế đây bây giờ nhá. Ở đây thì benefits nó là cái gì? Benefits nó là đem việc trồng cây đem lại lợi ích. Danh từ hay động từ? Em nghĩ nó là danh từ. Mang lại nào, mang lại nhiều lợi ích và có nhiều lợi ích. Mang lại nhiều lợi ích. Mang lại nhiều lợi ích. Benefit. Ok, rồi. Bây giờ nhá,
quan trọng là cách chúng ta đặt câu, bởi vì là khi mà danh từ cũng như là động từ của thằng benefit này thì nó kiểu ngang ngang nhau nên là chúng ta khó phân biệt. Nhưng bây giờ cô sẽ viết một cái này: studying English. Bring you bring more benefit to my school, to me. Nào, câu thứ hai, giọng từ hay danh từ? Để biết đó đâu là động từ, đâu là danh từ, mình sẽ xác định trong câu thứ hai cái thằng nào là chủ ngữ, cái thằng nào động từ, cái thằng nào danh từ, à cái thằng nào tân ngữ. Ok, cô nói chậm nha. Cô lại nói nhanh lên. Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Câu hai. Ngữ. Ờ, ok, that's it. Động từ dâu. Động từ. Ừ. Mang lại. Mang lại. Ừ, ok. Và cuối cùng là gì? Me. Tân ngữ. Want to give to me. Ừ, tân ngữ đúng không? Tân ngữ. Thế benefit ở đây là danh từ. Được rồi ạ. Ok, Phương lại bắt đầu buồn ngủ rồi. Nào, thế còn benefit ở trên đây thì lại là động từ. Đây là số ít. Việc trồng cây này chỉ một hành động thôi. Nó là số ít nên mình thêm S. Được chưa? Nào, thì bây giờ xác định cho cô động từ của cái câu trên là cái gì đấy. Chủ ngữ đi. I'm sorry. Chủ ngữ chưa? Planting tree. Ừ, động từ đâu? Benefit. Ừ, đấy. Thế xong. Còn tất cả những hàng còn lại thì vẫn là tân ngữ. Thấy chưa? Tất cả những cái đuôi đằng sau động từ nó là tân ngữ thôi. Đó. Cái từ trước environment là gì, nghĩa gì? Xã hội, cộng đồng. Thằng society này chúng ta sẽ kiểu như community á. Nhưng xã hội, đây có nghĩa là xã hội. Society. Xã hội. Society. Cộng đồng xã hội. Ừ, finished. À. Xong chưa nhỉ? Rồi. No, chưa xong. Rồi ạ. Rồi à? Rồi thật chưa? Rồi ạ. Ok. Nào, trong phần này cô muốn Phương nhé, Phương về nhà Phương sẽ giúp cô đặt câu đúng không? Nào, với các từ có sợ phần đặt câu không? Chả biết ạ. Với những cái từ mà ở hai cố đề, cô muốn là Phương đặt như cái ví dụ cô vừa đặt. Từ have dạng danh từ đặt một câu, dạng động từ đặt một câu. To benefit cũng vậy. Đó. Volunteer. Thật ra là chúng ta có 1, 2, 3, 4 từ này, 5 từ này. Vậy thì sẽ đặt tổng cộng 10 câu.
Đặt câu, mời câu. Mời câu. Ừ. Nữa cô sẽ nói lại để dễ hiểu hơn phần bài tập về nhà. Phần này là chúng ta chủ yếu là dịch làm. Ok, look at this box and first of all, can you read the requirement for me? The gap with the work in the box. Okay, now, so in this gap, in this box, do you have any new work? Make a difference. Tạo một sự khác biệt, tạo một điều khác biệt. Tạo một điều khác biệt. Điều khác biệt. Yeah. Make a difference to make your life brighter. To brighter your life. Your life lighten. Lighten your life, you know? Yeah. Homeless people. Okay. So can you guess homeless people? Can you guess? Nghĩa là gì? Phương đoán đi. Okay. Người vô gia cư. Không có nhà đấy. Người vô gia cư. Home là nhà, mà homeless là không có nhà. People là người, người vô gia cư. Người vô gia cư. Người vô gia cư. Finish. Okay, now number... number one, can you read and you are a really like read a payment. willingly. So willingly, it means sẵn sàng. Đây là một trạng từ rất hay. Sẵn sàng. Xả thân vì ai? Sẵn sàng, đúng không nhỉ? Sẵn sàng, xả thân vì thần tượng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Tôi sẵn sàng. Sẵn sàng. Okay, so what should we write here?
Ông có không thấy mặt Phương đâu nhỉ? Cứ kiểu dần dần đang ở trước trung tâm của màn hình, dần dần lui như này. Kiểu bí ẩn, bí danh mãi không nhìn, không nhìn thấy mặt. Ô lại bí danh à? Mất thôi. Nào. Ok, now can I see your face? Ok. Cậu hú Rồi. hả? Rồi, nào vào bài lại. Ô gì đây? Như vậy chúng ta biết là có ô, you are a student là một ví dụ. Thế chúng ta biết là nó phải lên là một danh từ. Chuẩn chưa nhỉ? Không thể là động từ được. Đấy. People. Homeless people. Homeless people là bao gồm rất nhiều người. Không thể là không thể là một được. Dịch về sau. If you have all the people, really, and without payment. Nếu bạn giúp những người khác Nếu bạn sẵn giúp những sàng người khác sẵn sàng giúp người khác và không và không pay đấy. pay payment là sự trả lại, sự đáp ơn, sự đáp ơn đấy, hoặc là sự trả tiền đấy, sự đáp ơn. Trong chúng cái câu này chúng ta sẽ dịch là sự đáp ơn. Bình thường chúng ta là nói là pay money đấy, trả tiền đấy, I pay you. Sự trả lại, sự đáp ơn. Đấy, bây giờ là màn hình rõ nét nhất. Ok. Rồi, thế bây giờ chọn gì đây? Chọn gì nhỉ? Không, Giúp ai mà lại không cần trả ơn, không cần sự đền đáp? Ai có thể làm được? Ồ đấy, volunteer đúng không? Nào, let's see tình nguyện this viên. volunteer. Tình nguyện viên, đúng rồi. Tình nguyện thì mới như thế chứ nhỉ? Bình thường ai như thế đúng không? Ok. Xin mời tôi. Ok, number two. Chấm chấm chấm. Chậm chậm chậm. I go Ok. you do not and you do not have a home and really need have Who không có nhà are thì chắc chắn là người vô gia cư. they? Vậy thì nó sẽ Homeless là people. đấy, không có nhà. Rất rõ ràng đúng không? Không giống như con hồ hơi lằng nhằng. Câu thứ ba nào. Any new word? Liên quan đến Option. money. Often Charitable. charitable organizations, chúng ta sẽ nói là những hoạt động ủng hộ, những hoạt động quyên góp, tổ chức từ thiện. Bỏ chữ S nhé, tổ chức từ thiện, bởi vì nó là số nhiều. Tổ chức từ thiện. Đấy, tổ chức từ thiện. Chức từ thiện. Tổ chức thiện. They often Often, not often. Đúng là chúng ta có nhìn thấy chữ tờ đấy. Often, đúng rồi. donate. À, có chia từ donate không? Bởi vì từ she là số ít hay số nhiều? Vậy thì donate. Thế donate nào? Donate chúng ta có chia không? Chia động từ không? Chắc là có. Thế đây là số ít hay số nhiều? Ít. Số ít nên mình phải làm gì? Em ép. Thêm S.
Mặc dù cái này thêm S thì nó sẽ thành E. Ừ, chính xác rồi. Cái này là bởi vì mình thêm S mà nó đã là ES rồi, nó có S nên là mình chỉ thêm S thôi đúng không? Thằng nào mà một vài thằng và ví dụ đuôi CH đuôi SH nghe giống CSH nhỉ? Nhưng không phải nhá. CH thì là thêm ES, SH cũng thêm ES. Đấy, được chưa? O cũng ES. Go, goes. Okay. Number 4. Ừ. À, từ từ, ghi từ mới câu chưa? Rồi ạ. Oh yeah. Ok, number 4. The activity that individual. Individuals. Individual. Organization. Organization. Ah, ok. Do to benefit a community individual energy go. Individual, nếu chúng ta không có S thì đó là một cá nhân. Nhưng nhiều individual thêm S thì là các cá nhân. Các cá nhân trong một tổ chức hay tập thể. Đấy. Thì đây là cá nhân. Cá nhân. Cá nhân. Cá nhân cũng giống person, một người, a person. Individual. Cá nhân. Được chưa nhỉ? Individual, cá nhân. Nhớ là khi mà cô nói thế thì phải hiểu là chúng ta có S là số nhiều. Khi chúng ta biết cái chữ individual này thì chỉ lấy thằng này thôi, bỏ S nhá. Nhớ chưa? Dạ, yeah. Ok. Vậy mình sẽ chọn cái gì cho số 4? Activities, the activity, những cái hoạt động mà các cá nhân hoặc cộng đồng, ai đâu hoặc tổ chức đúng không ạ, lợi ích cho, làm để mang lại lợi ích. Đây chính là điển hình cho ví dụ của benefit động từ nha, làm để mang lại lợi ích. Ok. Community. Cộng đồng. Service, not survive. Service. Vậy số 5. Service, ok. Make difference. Cố gì cho cô thử cái câu này xem nào. And if you are trying to make a difference, you are trying to have a good. Đấy chưa? Ừ, đúng rồi. Đó. Ok. Thế make. Ok, ý kiến nào? Lần nhảy sang rồi, lần nhảy sang bài khác rồi cô ơi. Ôi, thế à? Nào, bây giờ cô nào. Ừ. Có nhìn lại được chưa? Rồi ạ. Cho nó nhảy slide đấy. Effect on a person. Situation. À đây, cô sẽ viết này. Cái a person và individual cũng là cá nhân. Bởi vì đây là một người. Một người thì mình sẽ hiểu là một cá nhân, đúng không? Đấy, a person là một người. A person, một người. A person, một người này. Được chưa? Situation, do you know? A person đã. Ok, hãy ghi a person đã. Situation là gì cô? Là tình hình, tình huống. Tình huống. Tình huống. Situation, tình huống. Tình huống. Khi mà à, còn gì nữa nhỉ? Effect. À, đấy không phải effect, effect nhá. Effect là tác động phải ảnh hưởng. Một ảnh hưởng đi. Như thế đúng hơn. Ảnh hưởng.
Hình muộn. Okay. Muộn hình muộn tốt. Nếu mà bạn cố gắng làm một cái thứ khác biệt, bạn thì bạn đang cố gắng tạo ra một cái ảnh hưởng tốt lên một cá nhân hay là một cái trường hợp nào đấy, một cái tình huống nào đó. Ảnh hưởng. Effect. Yes. Effect. Effect. Ảnh hưởng. Ok. Rồi. Finished. Viết đã. Viết chưa? Yes, ok. Hôm nay cũng có khá nhiều từ đấy. Nào. So, what's your favorite word? My favorite Have no favorite word. Vẫn chưa chọn được. Ô thế từ nào thì cảm thấy dễ nhớ nhất thì đấy là favorite đấy. Cho Phương từ Em nào có ạ? cái Vẫn chưa chọn được. gì chọn cái đấy À, đi. make a difference. Ok, rồi. Lần trước thì chọn ngắn ngủn, lần này dài, dài nhất trong bọn. Ok. Nào, rồi nhá. Kiểu chính là chúng ta có một cái bài tập về đặt câu. Về vì là chúng ta phải đặt câu thì mình nhớ từ đấy. Thế về nhà đặt câu cho cô nhá. Không, make a difference này không phải giải nhất. Không, không hả? Thế à? Theo cô là câu đấy nè. Ừ thì một trong những câu dài nhất được chưa? Một trong những cái câu, à những cái từ. Giải thứ hai thôi ạ. Ừ, lại Giải còn thứ dài hai. thứ hai. Ừ thì dài thứ hai. Mệt quá, mệt cô lắm. Nào, thế bây giờ nha. Có cái khoảng 5 từ trong hai nhóm, tức là tổng cộng phải đặt của cô 10 10 10 câu nhá. Rồi cô trở lại slide này. Nào đây. Đâu nhỉ? Mình xem lại cái slide. Đâu rồi? Nhảy lên đâu rồi? À đây. Nhìn thấy chưa? Đây, nhìn thấy của cô chưa? Đấy. Cô chưa? Ồ, buồn cười thật. Nào lại này. Thấy chưa? Rồi. Ồ đấy. Thế về nhà nhá, đặt câu nhá. Ừ. Nhưng mà phải đặt câu. Nha. Là được không nhỉ? Can you do it? Không biết. Ồ, phải được chứ. Nào, thế chúng ta hôm sau chúng ta học vào thứ mấy nào? Do Ba. you know? Ok, rồi nhá. Thứ ba gặp lại. Và trước thứ ba phải gửi bài tập cho cô, đấy là vào thứ hai. Hoặc trước buổi học. Ok. Rồi, so enjoy your meal. Thank you and see you next time. Bye Next time, teacher. Goodbye. bye. Goodbye.